A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. À, chị Trúc ơi và thầy Vọng Tây và cô Thu và của nhà gạo tài trợ, thì hôm nay mình ủng hộ ở 258/40 Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ở đây tổng cộng là 20 phần gạo và 20 phần quà. Rồi cũng cảm niệm công đức của thầy Quảng Trắng, tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã cùng nhau chung tay chia sẻ cho bà con trong vùng dịch. A Di Đà Phật, Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 31 hay 1 vậy bà già anh? Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc, cảm niệm chị Trúc và gia đình của chị đã ủng hộ cho bà con hôm nay một xe rau củ quả nha bà con, để em phân chia cho tác các khu nhà trọ nha. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10, em cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc và chị Kiều đã phát tâm ủng hộ cho bà con ở tại các nơi vùng dịch. Hôm nay em cũng chia sẻ cho các khu nhà trọ và các quận của mình nha. A Di Đà Phật, Mô Phật. Đây đồ ăn xuống hết rồi đó chị Trúc. Đây đồ. Đây đồ. Này chị Trúc cho đủ thứ hết rồi luôn nha bà con. Rau, khu vực rau rồi. Rồi cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc nhiều lắm, với chị Kiều rồi đó, đã ủng hộ cho tụi em suốt trong mùa dịch. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em chia sẻ chuyến xe này là về của khu vực của quận 4 nghe. Cảm niệm công đức của chị Trúc rất là nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã chia sẻ trên xe này là của bao gồm là quận Trung Sơn, của thuộc diện của quận Bình Chánh và của quận 3 Nguyễn Đình Chiểu cho sư cô Nguyên Thiện để chia sẻ yêu thương cho bà con mình nghe. Cảm niệm công đức của chị Trúc rất là nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức nhiều luôn. Rồi một chuyến xe đã tình nghĩa đã đi về quận 3 và của quận Trung Sơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, Tân đã chuyển xe này là về cúng dường cho tỉnh xá trung tâm nghe chị Trúc. Cảm niệm công đức của chị Trúc rất là nhiều. Mô Phật. A Di Đà Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Xe của bạn Tú đã chị Trúc ơi đã xuất cho xe của Tú đi về quận 5. Quận 5 một chuyến để phân phát cho bà con ở trong khu của vùng dịch nghe. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Tú rất là nhiều. Chị Tú luôn, Tú và chị Trúc luôn. A Di Đà Phật, Mô Phật. Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em chia sẻ đây, đây và khu vực này về bên chùa của bên ấp Chiến Lược nghe chị Trúc. Rồi, cảm niệm công đức của chị Trúc luôn nghe. Mô Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến điểm của nhà trọ của Bảy Tâm để trao tặng bà con ra đây tổng cộng là 48 phần quà. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức hết nghe. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến đây ở tại khu của chung cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân để chia sẻ bà con nơi đây đã bị 22 hộ F0. Ở đây tổng cộng là 62 phần hết thảy. Mô Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021.
Chị Trúc ơi, em đã đến điểm của khu A ở chung cư Lý Chu Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân. Chia sẻ nơi đây là 62 hộ tổng cộng. Mô Phật. A Di Đà Phật. Nay là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, đi hai xe này là đi ở điểm của khu C của Lý Chu Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Và đây giờ bà con đang ngồi dầm mưa vô luôn. Quá tinh thần ủng hộ cao. Mô Phật. Đây, A Di Đà Phật. Chị Trúc ơi, chuyến xe này là mình chia sẻ xuống ở khu vực của chùa Bà Châu Đốc Mai nha chị Trúc. Rồi, em cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc rất là nhiều nha, Mô Phật. Để chia sẻ cho bà con ở ở khu nhà trọ đó là mấy chục lận tí. Ô, còn 6-7 chục lận nữa. 6-7 chục mà có nhiêu đây rồi, hết sức rồi. Trời, chia sẻ đi. A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến em đã đến điểm của chung cư. Không, này khác này hả? 97/2. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đến cái điểm này là của 90/10/2 của An Dương Vương, phường 10, quận 6. Khu nhà trọ này là 60 phòng. Rồi, cảm niệm công đức của chị Trúc nha, Mô Phật. Hiện tại giờ là em đang đi đến điểm của phường 10, quận 6 để ủng hộ cho bà con ở tại đây, đây là 60 phòng. Rồi, gắng cố gắng nha, yeah. Mô Phật, rồi, cảm niệm công đức của chị Trúc nha. A Di Đà Phật, hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã trao tặng ở điểm 10/2 năm tại phường 10, quận 6. Đã An Dương Vương mình đó. Hôm nay là tổng cộng là 130 phần. Đây, A Di Đà Phật. Dạ. Mô Phật. Xin cảm ơn chị Trúc và chị Phú Lâm. Xin cảm ơn các mạnh thường quân và Trinh Hà đã hỗ trợ cho nhà trọ. Một lần nữa thay mặt nhà trọ xin cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức chị Trúc nha. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến điểm của 10/2 đường 46, phường 10, quận 6. Trao tặng ở đây là 38 phần quà hết thảy nghe chị. Cảm niệm công đức chị Trúc nghe. Cảm ơn chị. Rồi, A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị nhiều lắm nghe chị Trúc. Mô Phật.